Hiện nay thì tình trạng sốt đất xảy ra khắp nơi, miền Trung, miền Nam và miền Bắc, đâu đâu cũng xảy ra sốt đất. Vậy thì nguyên nhân nào và tại sao mà đất lại sốt đến như vậy? Không chỉ Việt Nam, hầu như tất cả các nước trên thế giới, từ Hồng Kông đến Anh đến Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, đâu đâu cũng sốt đất, mặc dù là cái việc Covid vẫn còn và tất cả các nước hầu như vẫn còn đang hạn chế đi lại. Lý do gì mà bất động sản ở khắp nơi, khắp cả ba miền và khắp trên thế giới đều tăng giá, đều sốt sình sịch đến như vậy? Cái lý do mà rất nhiều các chuyên gia họ phân tích, họ đưa ra rằng là hiện nay thì do tình hình Covid, tất cả các nền kinh tế trên thế giới đều trong tình trạng chạm đáy và đang trong tình trạng là bị đi xuống. Vì vậy các chính phủ buộc phải bơm tiền để kích thích nền kinh tế. Và vừa rồi thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một gói cứu trợ 1.900 tỷ, đúng không ạ? Và không chỉ ở Mỹ, chúng ta chỉ nghe thông tin ở Mỹ thôi, có những nước khác, nước nào cũng vậy thôi, họ cũng sẽ đều tung những cái gói cứu trợ hàng nghìn tỷ. Việt Nam cũng như vậy, cũng có gói cứu trợ rất nhiều tiền. Và khi tiền được bơm ra thì đầu tiên là tiền được in ra nhiều thì tiền sẽ mất giá, và tiền sẽ mất giá thì những cái thứ tài sản mà được người dân tin tưởng lựa chọn như vàng, như bất động sản, thậm chí là Bitcoin thì vô hình chung họ sẽ tăng giá, đúng không ạ? Tiền mà giảm giá thì kiểu gì bất động sản cũng sẽ tăng giá. Cái lý do thứ hai nữa là gì? Là các chính phủ, với cái nền kinh tế đi xuống thì các chính phủ buộc phải kích cầu, tức là chính phủ phải chi tiêu. Ở đây gọi là đầu tư công, và đầu tư mà chi tiêu nhiều tiền nhất chính là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đúng không ạ? Đường xá, đường các khu đô thị, khu dân cư mới. Chính vì vậy các bạn nghe tin tức rằng ở Sài Gòn, ở miền Trung là quy hoạch Đà Nẵng, rồi ở Hà Nội là quy hoạch sông Hồng, khắp các tỉnh, nơi nào cũng có quy hoạch, hầu như tỉnh nào cũng công bố những cái dự án quy hoạch mới. Lý do là gì? Là chính phủ phải đầu tư công và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Việc đầu tư công, việc chi tiêu đó sẽ đưa tiền ra nền kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Điều đó dẫn đến là gì? Là rất nhiều địa phương bắt đầu khai thác và phát triển những quỹ đất mà họ đang có. Chính tình huống đó đã đẩy cái giá đất ở khắp nơi lên cao, và cái việc đầu tư đó được chia sẻ rộng rãi, được đăng tin rộng rãi trên mạng, và thi nhau các tỉnh, đặc biệt là ba thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng đã công bố những cái dự án đầu tư liên tiếp của mình như vậy, và các tỉnh khác cũng lần lượt cũng công bố theo, khiến cho giá đất khắp nơi, đâu đâu tin tức ở đâu, báo chí nào, đài truyền hình cũng thường xuyên nói về việc là công bố dự án rồi giá đất tăng. Chính cái tâm lý đó cộng với cái tình hình thực tế chung là tiền bị giảm giá do các chính phủ khắp nơi trên thế giới họ bơm tiền ra để cứu trợ sau Covid làm cho giá đất tăng lên. Đó, lý do cơ bản là như vậy, mặc dù còn nhiều lý do khác, tuy nhiên đấy là lý do mà gây ảnh hưởng lớn nhất đến cái việc tăng giá và sốt đất hiện nay. Với cái tình trạng mà sốt đất khắp nơi như vậy thì lời khuyên dành cho những người mua bất động sản, và đặc biệt lời khuyên dành cho những người làm môi giới là gì? Dù đất có lên hay xuống như thế nào thì chúng ta vẫn phải lưu ý một cái nguyên tắc là gì? Tính an toàn về pháp lý và tính an toàn về vốn. Rất nhiều môi giới có sau nhiều năm làm việc thì tích góp một chút tiền và thấy rằng là đất lên mà họ sẽ tung tiền ra để ôm bất động sản. Có những nhiều người vì cái lòng tham, vì cái lợi nhuận lớn mà họ bỏ qua những nguyên tắc an toàn. Vì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là khi chúng ta mua bất động sản, cho dù ở đây có sốt hay không sốt, thì nguyên tắc số 1 chúng ta phải luôn lưu ý là gì? Là luôn luôn bảo toàn vốn, rằng nếu như mà bất động sản đó chúng ta cần tiền chúng ta bán, liệu thì có thể bán ngay hay không? Không được tin, không được nghe những cái lời lăng xê, những lời hứa hẹn từ những môi giới, có thể là môi giới không có lương tâm, hoặc những môi giới họ bản thân họ cũng không hiểu được về thị trường, họ cứ nghĩ rằng là đang sốt thì kiểu gì cũng sẽ lên, đúng không ạ? Cái điều đấy là cái điều mà không ai dám chắc được. Ở đây lời lưu ý dành cho những nhà đầu tư bất động sản, những người mua bất động sản và đặc biệt những người môi giới là gì? Là luôn luôn nhớ một nguyên tắc an toàn là gì? Nếu chúng ta mua bất động sản thì liệu chúng ta có thể bán được? Nếu chúng ta cần tiền thì chúng ta có thể bán được không? Và nếu như cơn sốt qua đi thì bất động sản này chúng ta sẽ làm gì với nó? Liệu có khai thác được hay không, hay sử dụng hay không? Câu trả lời cũng rất khó để có câu trả lời chính xác, nhưng hãy nhớ đến một điều là nguyên tắc an toàn vốn là nguyên tắc quan trọng nhất trong đầu tư bất động sản. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Vừa rồi là có những điều, một số thông tin tôi chia sẻ để anh em trong nghề môi giới nắm được là tại sao mà lại có những cơn sốt đất như vậy. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.